Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loai TV. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái tiệm đồ cũ tại Nhật Bản. Thì trước mắt cô chú, anh chị các bạn là những cặp loa, những chiếc loa Bluetooth hàng xài lướt trong tình trạng đẹp xuất sắc. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Bác nào quan tâm với sản phẩm nào thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Trước mắt cô chú, anh chị các bạn là một chiếc loa Bluetooth nghe hay nhất trong cái tầm tiền của nó anh chị em nhé. Chiếc này thì rất dễ sử dụng, anh chị em bật nguồn lên và kết nối vào điện thoại. Hiệu của nó là Harman Kardon, một cái thương hiệu rất nổi tiếng từ Mỹ anh chị em nhé. Chiếc này thì có một thiết kế rất giống một cái chiếc đĩa bay, bay rất là đẹp. Và đặc biệt anh chị em nghe ngoài trời con này rất là hay luôn, có thể xách ra ngoài đi du lịch dã ngoại được anh chị em nhé. Con này thì anh chị em quan sát là nó sở hữu hai quả trung, hai quả chép, và đặc biệt là hai quả trầm cộng hưởng anh chị em nhé. Hai quả trầm cộng hưởng trước sau nên là âm bass của nó vô cùng mạnh mẽ, nghe rất hay trong cái tầm tiền của nó nhé. Con này thì có sạc, sạc thì có thể cắm điện 220V đều được. Giá này về tay là 3 triệu nhé, 3 triệu là giá về tay. Bác nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Tất cả các clip thì mình phát vào lúc 20 giờ tối Việt Nam. Bác nào mà chưa bấm đăng ký thì hãy tranh thủ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. 3 triệu là giá về tay nhá. Đường kính của nó thì khoảng gần 30 cm, với khả năng kết nối Bluetooth rất là xa anh chị em nhé, 5 đến 70 mét ở ngoài không gian trống. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì anh chị em quan sát rất là nhiều dàn mini và đồ gia dụng. Và trước mắt anh chị em là một con robot hút bụi thông minh. Con này thì đẹp như mới chị em nhé. Con này thì không có thùng xốp đâu. Và anh chị em có thể quan sát nó hầu như là siêu chưa bóc này. Siêu chưa bóc nhé. Tất cả đều đẹp như mới, không thùng xốp. Còn cái này là cái giãn này cũng chưa bóc luôn. Giá con này về rất tốt để anh em mua sắm nhé. Đặc biệt con này cơ chế của nó rất là thông minh, anh chị em thấy này. Thùng rác để ở trung tâm, lấy rác đổ rất là thuận tiện. Khoảng 5-7 ngày anh chị em đổ rác một lần, rất là tuyệt vời, rất là tiện luôn. Và anh chị em quan sát này, con này nó có một cái định vị nhá. Cái này là cái trung tâm định vị. Cái định vị này thì nó phát hiện đường đi, nó tránh đi lặp lại vào những lần đã đi trước nhé. Nên là không gian rộng con này hút rất là tốt luôn. Giá con này về tay là 4 triệu nhé. Bạn nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Có một chiếc duy nhất, hầu như là chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Hầu như chưa qua sử dụng. Cái này thì cắm điện 100V anh chị em nhé. Điện 100V đây là cái trung tâm sạc. Khi mà làm việc hết pin thì nó sẽ chạy vào trung tâm nó sạc, nên là rất là rảnh tay. Sàn nhà, nhà bác nào rộng rãi thì đây là một con robot vô cùng tuyệt vời để mua sắm anh chị em nhé. Đây trong đây nó có một cái công tắc bật nguồn này. Sau đó thì nút kép bên ngoài, anh chị em nhấn một nút ngoài khởi động là robot sẽ tự động làm việc. Các bác có thể thấy, bây giờ mình test thử cho anh chị em một đoạn nhé. Bật nguồn bên trong và anh em nhấn nút bên ngoài thôi là robot sẽ làm việc, sau đó thì hết pin sẽ chạy vào trung tâm để sạc. Cực kỳ chất lượng anh chị em nhé, hàng hầu như chưa qua sử dụng, giá về tay là 4 triệu. Bác nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì anh chị em quan sát bán rất là nhiều nữ trang anh chị em nhé, rất là nhiều nữ trang. Và sau một hồi quan sát và tìm kiếm thì mình bảo nhân viên người ta để ra bên ngoài là một cái bộ nữ trang vô cùng tuyệt vời. Giá tiền của nó rất là tốt anh chị em nhé. Trước mắt anh chị em là một cái bộ nữ trang gồm một dây và một nhẫn với những thiết kế rất là tinh tế, nhìn vô cùng sang và lịch lãm. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết nhé. Bác nào quan tâm thì chụp lại. Các bác quan sát này, đây là một chiếc nhẫn này. Cái này thì người ta nói là cũng của một chú nhé, của một chú người ta chơi. Và người ta sẽ dồn vào để bán một lúc luôn. Anh chị em quan sát này. Một chiếc nhẫn được đính vào viên đá màu nước biển rất là đẹp luôn.
Chiếc nhẫn này thì nội dung của nó là K18 và bạch kim 900 mình xem nhé. K18 thì nó có một chút xíu thôi, còn thành phần chủ yếu của nó là bạch kim. Đây, cái K18 nó có một chút xíu ở chỗ này nhé, chút xíu màu vàng 18 ở chỗ này, còn thành phần chủ yếu của nó là bạch kim. Bạch kim thì có một cái điểm chung là nó rất là sáng và nó cứng mình xem nhé, sáng và cứng, không bao giờ bị xỉn màu. Đấy là đặc tính của bạch kim. Và trên đây có một viên đá rất là đẹp, anh chị em quan sát này, một cái màu xanh da trời, sáng lấp lánh. Đây là một viên đá quý anh chị em nhé, một viên đá quý, đá tự nhiên. Mình cố gắng là lấy nét điện thoại để anh chị em cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó nhé. Đấy, các bác có thể quan sát này, một viên đá rất là tinh khôi, đẹp. Và trên một cái nhẫn khuôn là bạch kim. Đấy, kế đến là một cái dây nhá, là một cái sợi dây kép anh chị em nhá, một cái sợi dây kép. Sợi dây này thành phần của nó cũng là bạch kim anh chị em nhá, PT850 với chiều dài là 43 cm. Có những bạn thì thích đeo dài, có những bạn thì thích đeo ngắn. Tuy nhiên đây là một sợi dây 43 cm, anh chị em có thể check lại cái dây mình đang đeo nhá, nó vừa tầm nào đẹp thì anh chị em có thể sở hữu. Bộ này thì bán liền bộ nhá, không bán tách rời. Nếu bác nào quan tâm thì chụp lại. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cái sợi dây nhé. Một trong những sợi dây bạch kim rất là sáng. Và một cái lối đánh của nó nhìn rất là thanh lịch. Anh chị em quan sát là sợi kép nhé. Sợi này là sợi kép. Hai sợi lồng vào nhau. Và kết nối với trung tâm là một cái vòng cách điệu. Quan sát thì rất là lạ và xinh tươi chị em nhé. Hàng rất là độc luôn. Bác nào quan tâm đến bộ này thì chụp lại nhé. Chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Chiều dài của sợi dây là 43 cm. Và một cái nhẫn thì mình đo cái lòng trong của nó nhé, để chị em về có thể đeo cái vừa luôn. Cố gắng là đo và quay cận cảnh chi tiết nhất có thể. Đấy, bác quan sát lại cái sợi dây nhé. Sợi dây rất là tinh tế, đặc biệt là chiếc nhẫn cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đo cái lòng trong của chiếc nhẫn này nhé. Rất là dễ để mua sắm thôi. Các bác đo ngay chiếc nhẫn các bác đang đeo đấy. Cái này có lòng trong là 16 mm. 16 mm. Đeo ngón tay nhẫn này chuẩn luôn. Ngón tay nhẫn thì đa số là vừa với những bàn tay ngọc ngà xinh xinh của chị em. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé. Và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình quay cho cô chú như bạn những chiếc túi của Nam này. Đây là một chiếc túi rất là tuyệt vời để anh chị em mua sắm nhé. Các bác nhìn cái khóa của nó này. Khóa sáng như mới và túi gần như là mới anh chị em nhé. Tuy nhiên nó bán ở trong tiệm đồ cũ nên giá rất là tốt để anh chị em mua sắm. Và khóa thì khóa số này. Hiện tại là đang mặc định là 3 số 0 là khóa mở anh chị em nhé. Da thì mềm đẹp, chưa tì vết nào. Cái này thì thích hợp một cái quai sách nữa. Nó là một chiếc túi dạng như mini anh chị em nhé. Chiếc cặp dạng như mini có thể xách hoặc có thể kẹp nách được. Bây giờ mình đo cái kích thước sau đó thì báo giá về tay. Kích thước của nó là 30 cm. 30 cm nhân với lại khoảng 21 cm anh chị em nhé. Nhân với 21. 30 nhân 21. Da rất là đẹp, quai xách chắc chắn. Tất cả khóa và quai đều rất là sáng. Đấy, ngăn phụ bên ngoài các bác quan sát này. Tất cả đều đẹp gần như mới chị em nhé. Đẹp gần như mới. Và cái này cô chú anh chị các bạn có thể quan sát là một chiếc túi gold handmade in Germany. Này được chế tác thủ công nhé. Chế tác thủ công tại Đức. Cái bên trong rất sáng và sạch. Một chiếc kẹp nách vô cùng tuyệt vời để anh em mua sắm. Bên trong thì thích hợp thêm một ngăn kéo khóa. Và hai ngăn rất là rộng. 3.900.000 đồng là giá về tay nhé. Bác nào hữu duyên xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại. 3.900.000 đồng. Anh chị em chụp lại mà gửi qua một trong hai số Zalo.
3.900.000 đồng anh chị em nhé, 3.900.000 khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái sợi dây đơn hưu, hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất đẹp. Cái khóa này thì được đúc liền anh chị em nhé, đúc liền nó cảm giác như là bạc, cảm giác như là bạc anh chị em nhé, không chắc chắn 100% nhưng cảm giác như là bạc sáng. Và cái sợi dây này rất là nam tính anh chị em nhé, các bác quan sát cái thiết kế của nó này, mình cố gắng là quay cận cảnh chi tiết. Đấy, một cái sợi dây đun hưu, hàng đã qua sử dụng nhưng mà trong các lỗ khóa còn rất là mịn. À, con này thì hàng của đun hưu made in Italy. Đây là một sợi dây vào khóa nhìn rất là đẹp. À, các bác có thể quan sát toàn cảnh, các bác nào quan tâm thì chụp lại nhé, chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. À, cái khóa của nó này, khóa của nó nhìn như là bạc luôn, nhìn giống là bạc đấy nhé chị em nhé, chứ không phải là bạc. Nếu là bạc thì sợi dây thì sẽ rất là đắt tiền, nhìn giống chất liệu là bạc thôi. Đấy, các bác nào mà có vòng bụng từ 84 đến 94 thì đây là một sợi dây không phải đục lỗ anh chị em nhé, nằm trong khoảng 84 đến 94 là đây một sợi dây cứ thế là về sử dụng. Và cái bản dây này của nó không quá to và không quá nhỏ, rất là vừa tầm để anh em sử dụng nhé. Cái bản này thì ước lượng của mình nó khoảng 35-37 thôi, khi mà kéo thước thì nhận được số là 35 anh chị em nhé. Bản 3 phân rưỡi, bản 3 phân rưỡi và một sợi dây đun hưu cực kỳ chất lượng. Đấy, con này anh em vào khóa này, anh em nhìn vào khóa rất là thời trang luôn nhé, rất là đẹp luôn. Khóa thì được đúc nguyên khối nhé, khóa đúc nguyên khối luôn, trên khóa vẫn dập chữ đun hưu chìm nổi ấy. Trên khóa tiếp theo được made in Italy, một trong những sợi dây vô cùng tuyệt vời để anh em mua sắm nhé. Giá về tay 3,5 triệu, 3,5 triệu là giá về tay. Anh chị em hữu duyên xem một sớm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Tất cả các clip thì mình cố gắng là phát vào lúc 20 giờ tối Việt Nam. Bạn nào xem được sớm thì chụp lại. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì anh chị em quan sát bán rất là nhiều đồng hồ. Và vừa rồi mình thanh toán một chiếc đồng hồ của nữ rất là tuyệt vời luôn. Giá về tay cũng rất là tốt nhé. Hỏi bác nào có thể mua cái này để tặng người thân yêu thì đây là một chiếc đồng hồ rất là thời trang, nhìn rất là tinh tế. Một con đồng hồ Orient và con này là bản automatic anh chị em nhé, bản tự động. Dây cũng được hoàn thiện rất là kín khít, rất là đẹp luôn. Con này thì hàng đã qua sử dụng nhé, nhưng mà trong tình trạng đẹp trên 90%. Bản automatic vị trí 3 giờ là lịch ngày thứ. Kim cọc số được thể hiện rất là đẹp. À, các bác có thể quan sát đây, một chiếc đồng hồ giá cực kỳ tốt để anh em mua sắm. Giá con này về là 3.900.000 đồng nhé. 3.900.000 đồng là giá về tay. Đấy, đằng sau anh chị em thấy này, độ hoàn thiện của con này rất là cao anh chị em nhé. Con này thì không hộp nha anh chị em nhé, không hộp. Hàng xài lướt anh chị em nhé, rất là ít đeo luôn. Một con đồng hồ vô cùng tinh tế, đẹp từng cm. Giá về tay là 3,9 triệu. Chị em nào hữu duyên xem được đến đây cái video thì nhanh chóng chụp lại nhé. Có một chiếc duy nhất, gửi qua một trong hai số Zalo. Bây giờ mình đo cái kích thước của nó nhé. Kích thước của con này thì ước chừng khoảng 2,5 cm. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Hiện tại thì mình đang để số, cả số điện thoại tại Việt Nam nhé. Bạn nào chưa biết cách kết nối số tại Nhật thì có thể gọi trực tiếp qua số tại Việt Nam để được hỗ trợ 24/7. Con này đo được số đo là 2,5 cm. Nhỏ nhỏ xinh xinh, về tay 3.900.000 đồng. Đẹp từng cm ạ. 3.900.000 là giá về tay nhé. Khoảng hơn chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau. Ship từ Nhật này về thì đa số nó khoảng 10 ngày. Lâu nhất là 15 ngày anh chị em nhé. À, các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Giá thì mình đã báo giá về tay toàn bộ nhé. À, kế tiếp và liên tục chương trình. Bác nào yêu thích radio cassette thì đây là một trong những con radio vô cùng yêu thương để anh em sưu tầm.
Trước mắt anh chị em là một con radio quân đội cực kỳ chất. Tên gọi của nó là Panasonic, Nativeline Panasonic. Lát nữa thì mình sẽ cắm điện và test anh chị em nhé. Test để anh em thêm quan sát toàn cảnh, không tì vết nào nhé. Cảm giác cực kỳ đẹp luôn. Còn này bày nhìn đã thích này. Anh chị em nhìn dòng radio quân đội thì sóng của nó bắt rất là khỏe. Và băng của nó thì 5 băng anh chị em nhé. FM này. Đấy, đài AFC châu Á. 5 băng sóng. Để anh em có thể dò sóng nhé. Radio quân đội. Đây cái anten đặc trưng của quân đội. Đấy, anten xoay 360 độ. Có cả quai dây đeo nhé. Đằng sau có thêm một nút anten kết nối. Đây là dây rắc này. Made in Japan. Sóng FM của con này là 90 anh chị em nhé. Sóng 90 MHz. Đây là một anten phụ này. Anten thì nguyên sáng bóng. Độ đẹp của con này thì lên đến 95-97%. Đa số những con hàng này là hàng ngày xưa hết thì chị em nhé. Hàng ngày xưa mà con này được trong tình trạng giữ gìn quá tốt luôn. Đây thì anh chị em quan sát một cái hộp pin này. Hộp pin thì nguyên sáng anh chị em nhé. Hộp pin nguyên sáng. Và dây cáp nguồn này thì anh chị em cắm điện 100V nhé. Điện 100V. Nếu sách đeo ra bên ngoài thì anh chị em sắm thêm pin nữa thôi là xong. Bây giờ mình quay thêm một chút nữa sau đó thì test cho cô chú anh chị các bạn nhé. Giá con này về tay là 5 triệu. 5 triệu là giá về tay. Bạn nào yêu thích radio quân đội, đây là một con cực kỳ đẹp anh chị em nhé. Cực kỳ đẹp. Mặt của nó thì phay nhôm không tì vết. Bây giờ mình test thử để anh em có thể có cái nhìn toàn cảnh nhé. Sau đó thì bác nào yêu thương thì nhanh chóng chụp lại. Chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Một con đài radio quân đội quá chất lượng luôn, quá đẹp, đẹp từng centimet. Bây giờ mình để ra bên ngoài cái bàn này và cắm điện, test cho cô chú chị các bạn một đoạn sóng từ Nhật Bản. Anh em lưu ý là cắm điện 100V nhé, hàng sản xuất tại Nhật cắm điện 100V. Sau đó thì anh em nhấn nút bật nguồn và dò sóng thôi. Bây giờ mình test thử một đoạn nhé. Con này nghe thì như loa thùng luôn đấy chị em, nghe như loa thùng luôn. Âm của nó cực kỳ chất nhé, anh em có thể cảm nhận.経済活性化を目指して、商店街などと相談しながら景観に配慮した明るい色の石を混ぜた、明色舗装、明るい色の舗装、明色舗装で整備していたとのことです。近年整備している市の道路は基本的に黒いアスファルトなので、白い石の混じった道路を見かけたら、ここは商店街の通りなのかななどと思っていただければと思います。 Vâng, vừa rồi là mình đã test cho cô chú như các bạn một đoạn radio tại Nhật Bản. Giá con này về tay là 5 triệu nhé. Các nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.